Chào các bạn thân mến. Hôm nay mình nấu món khoai lang tây với lại xúc xích. Khoai lang tây này mình đã gọt xong rồi và rửa sạch sẽ rồi. Mình sắc nhỏ nhỏ ra và mình đi nấu. Gia vị mình chỉ có một chút xíu muối nấu với khoai lang tây cho nó hơi mặn thôi. Còn một chút xíu thì mình nêm mấy cái cục nêm này, chứ mình không xài muối nhiều. Cục nêm này gia vị nó ngon lắm. Rồi xúc xích này nè, mình nấu 1,5 kg khoai lang tây với lại nửa ký xúc xích và nửa một đen ly bơ, chạy cũng nửa chén bơ. Rồi gia vị chỉ có vậy thôi. Bây giờ khoai lang tây mình sắc mỏng mỏng ra, nhỏ nhỏ ra vậy nè, cho nấu cho nó nhanh đó các bạn. Để nguyên củ thì nó lâu lắm. Nhỏ ra. Qua loại khoai này nó dẻo lắm. Mình nấu rồi mình làm nhừ ra ăn với xúc xích ngon lắm. Với xà lách. Bữa nay trở lại món tây nữa rồi. Nhà mình thì nay món chay, mai món mặn, mốt món tây. Cứ đổi món hoài. Buổi chiều hôm nay mình làm món này cho chiều hôm nay. Rồi. Mình sắc xong rồi mình đi sắc xúc xích nữa. Rồi bây giờ mình đi bắt nước lên để mình sắc khoai lang tây mình cho vô nấu trước. Nước mình đã bắt lên sôi rồi đây các bạn. Và bây giờ mình cho một muỗng bơ vô để cho mình nấu khoai nó không có dính đó các bạn. Cho nửa muỗng bơ vô. Một muỗng chứ. Một muỗng cà phê. Còn lại chút nữa mình cho sao. Và khoai bây giờ mình cho vô. Mình cho khoai vô. Mình cho hết 1,5 kg khoai vô. Rồi mình đậy nắp lại. Mình để lửa vừa thôi, không có lửa cao quá mà không có lửa thấp nha các bạn. Lửa cao quá nó dễ bị khét lắm. Và đây là cái loại xúc xích này nè, mình nấu nè các bạn. Loại xúc xích này mình nấu nửa ký xúc xích này ở trong cái nồi phai thôi, mình trộn vô trong cái nồi phai thôi, rồi một lát nữa mình chiên, mình để riêng ra nữa. Ai muốn ăn thêm thì lấy thêm vô. Còn cái cục nêm này các bạn, cục nêm hiệu này mình cho vô nó ngon hơn là mình cho muối. Cục nêm này mình mua sẵn ở chợ. Mình chỉ cho dằn chút xíu muối vô trong khoai lang tây thôi. Còn sau đó là mình cho cục nêm. 1,5 kg đó chắc mình cho cũng phải 3 cục nêm mới vừa. Chờ chút xíu nữa mình quay lại nha các bạn. Và bây giờ mình cho 3 cái cục nêm vô nha các bạn. 3 cục. Hôm nay chắc 3 cục là vừa. Tại hồi nãy cái đó mình không có cho muối nhiều, có chút xíu à. Rồi,
khoai lang tây của mình đó. Bây giờ cho nó tan ra rồi cái bắt đầu mình đi lấy cái máy ấy, mình đánh nhuyễn ra. Mình đánh nhuyễn ra cho nó nhừ, thiệt là nhừ. Bây giờ mình đánh phai lang tây được rồi các bạn. Mình tắt lò. Mình tắt lò mình để cho mình đánh luôn cũng được. Tại vì nó đã chín rồi. Ngon, đánh nó nhuyễn giống như bột vậy. Đánh lâu, thật là lâu đó các bạn ơi, đánh ít nhất cũng phải là 5 phút cho nó nhừ hết ra và nó đều hết lại. Cục nêm mình bỏ vô mình phải đánh cho nó đều hết gia vị lại. Khoai, loại khoai dẻo này nó ngọt lắm đó các bạn. Trong đây là có 3 cục nem. Coi như cũng không có muối gì đâu. Nửa chao, một Danly bơ cho nó béo. Như nấu nó không có bị dính cái đít nồi. Cho bơ vô nấu chung luôn. Rồi, dập được rồi đó các bạn ơi. Bây giờ mình đánh phai á, nó đã xong rồi các bạn. Mình đánh phai xong rồi, bây giờ mình cho cái xúc xích vô, trộn chung vô hết. Mình mở cái lửa cho nó hơi ấm ấm chút. Hồi nãy mình đánh thì mình tắt lò rồi. Giờ mình mở lên chút cho nó ấm ấm, cho cái xúc xích này vô cho nó nóng. Cái xúc xích này thật ra nó cũng chín rồi. Cái phai lăn tay này nó nóng lắm, cho xúc xích vô rồi mình để lửa đó ấm nè. Cái nồi xúc xích với khoai lang tây đã xong rồi đây các bạn ơi. Bây giờ mình nhắc cái nồi xúc xích qua, mình đi chiên xúc xích tiếp. Mình nhắc cái nồi khoai lang tây với xúc xích qua để cái bếp mình đi chiên. Xúc xích mình sắc xong ra một dĩa rồi các bạn. Còn ở đây
Còn đây nửa ký nữa mình sẽ đi chiên, chiên ăn kèm chung luôn. Giờ mình đi chiên đây. Và bây giờ chiên tiếp tục xúc xích đây các bạn ơi. Cho một đen ly dầu, nửa đen ly thôi, đen ly nhiều lắm mình nhắm chừng vậy thôi, tại xúc xích này chiên nó không có hao dầu nhiều cho nên không cần phải cho nhiều. Rồi dầu nó nóng rồi mình cho vô. Bữa nay làm món này đơn giản lắm, tiện và nhanh lắm. Tại vì xúc xích mình mua sẵn ở chợ rồi mình không có làm. Chỉ là mình gọt khoai lang tây thôi. Chiên xúc xích, nồi khoai lang tây đã xong rồi đó, chờ xúc xích nó vàng cái nữa là mình đi dọn ra, mình dọn ra ăn là được rồi. Xếp chiên mau vàng, cái chảo này nó nhỏ chiên mau lắm, chứ nó mỏng nữa chiên nó nhanh hơn mấy cái chảo dày. Mình có mấy cái chảo dày mà chậm quá nó không có làm, cái dày quá nó chậm nóng lắm. Chảo nhỏ này chiên đồ rất là ngon, chiên chả giò cũng ngon nữa. Nó nhỏ, nó gọn, nó tiện. Xúc xích giờ vàng rồi các bạn. Rồi xong rồi mình chuẩn bị đi dọn ra đây. Món ăn của mình đã xong rồi đây các bạn ơi. Món phai lăn tay mushi nấu với naki. Rồi bữa chiều hôm nay của nhà mình là đơn giản vậy đó các bạn. Mời các bạn cùng thưởng thức nha. Ăn khoai lang tây chung với xà lách và naki. Rồi tới đây là chấm dứt. Chào các bạn. Hẹn gặp lại video tiếp theo nha. Bye bye. Đây cho xem nè, xà lách với nho, khoai lang tây mushi và naki. Và mình ăn kèm với lại nước sốt với xà lách nữa các bạn. Này, mình quay. Rồi, xin mời cả nhà nha. Bye bye, hẹn gặp lại video tiếp theo.